Bichigo. Ok, và chào mừng các bạn đã đến với một clip mới trên kênh của Zeno nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với một tựa game rất là quen thuộc ở trong team của chúng mình. Đấy, đấu trường khoáng sản. Đấy, ngày hôm nay các bạn thấy gì đặc biệt không? Ui trời ơi, nhìn như kiểu có hai cái đầu ha. Anh okay. Em sinh đôi đấy, ngày hôm nay chúng ta sẽ... Đâu? Đâu? Đấy, tách làm hai rồi mọi người. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi đấu trường khoáng sản. Nhưng mà có hai team ấy. Mỗi team là một anh em sinh đôi. Và nhiệm vụ của team còn lại ấy, team đối phương ấy, sẽ phải là tìm ra đâu là thanh niên thật nha. Ví dụ đây, đây là mình là người thật. Nếu mà tiêu diệt được mình là gọi là mấy thanh niên ấy thắng. Đấy. Rồi, chắc là chỉ có nếu mà tiêu diệt được một thanh niên thật đầu tiên ấy, là sẽ thắng luôn nha. Còn nếu mà tiêu diệt được thanh niên giả hay nào thì cho phép thanh niên giả sẽ được hồi sinh nha mọi người. Đấy, thế mới gọi là kịch tính đấu trường quang sản có thể hồi sinh nha. Ok, thì không có chần chừ dài dòng loằng ngoằng nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu nào. Ok, team lỏ đây. Đi team vàng đi. Đấy, mình sẽ chọn team vàng và start game. Ok. Let's go. Đấy, để xem ngày hôm nay chúng ta đổi chế độ ở trong đấu trường quáng sản để nó có thú vị hơn không nha mọi người. Đấy, nếu bạn thích mình làm những chế độ khác nhau ở trong những cái map mini game thì các bạn nhớ là comment ý kiến mọi người nha. Đây, cái chế độ đấu trường quáng sản đấy là có một bạn đã comment trên kênh mình bảo gọi là làm như này thì ok đây, mình làm theo ý của mọi người. Mình thấy ý kiến này khá là hay cho nên mình đã thực hiện luôn. Đây, đấu trường loạt rất là nhanh luôn. Okay. Rất là nhanh luôn. Nhưng mà ngày hôm nay không có Dương khởi đầu đâu ha. Rồi luôn. Vô gặp cục đá là xong rồi. Vô gặp bốn cục kim cương ở mấy cục kim cương bên cạnh thì nhìn nè. Này, nhìn này, nhân phẩm à, này, nhân phẩm này. Nhìn vanh à. Nhân phẩm nhìn này, nhân phẩm này. Này, xong nhìn mấy thanh niên chố mắt hết ra chả thanh niên là được cục gỗ nào này. Không chưa? Đây 3 2 1 rồi. Úm ba la. Xin là xin tiền cục gỗ. Trời ơi, ba cục gỗ này, vánh ơi, ba cục gỗ này. Rồi ôi, hai cục dưới chân này, ba cục này. Hai cục này chứ nó, hai cục này. Đâu, đào đi, đào cục, hai cục này. Ba cục, ba cục. May quá, may quá, ngon. Tự nhiên được mấy. Bạn chế tạo luôn này, vánh ơi. Ok. Họ trước xương sao thế mấy ngầu. Ồ, đây có một cục nữa, Khang ơi. Mày em có ba cục rồi, em có ba cục rồi. Rồi đấy, đặt đây, đó, thế là nó sẽ coi lên cho mình. Ok. Đây, em các bạn chế tạo. Ui. Trời ơi, đầy nhiên ơi, bắt mình chẩm mũi. Bắt mình chẩm mũi. Còn tiếng một đá nữa thôi anh. Đấy, em làm cướp cho chứ đâu, khỏi gáp cướp em đào đá. Ok, ok, đào đá đi, đào đá đi. Ui, đây đủ 3 đá luôn này, ui giời ơi. Ui chưa, thiếu 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 tí nào không? Thiếu đá đây, đây một cục này, cái này phải nút. Đây, 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 trên này. Hai cục này, anh em, sao lấy. Ok. Đi đập đi, anh. Đâu? À, đâu, 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 lấy được chưa, lấy được chưa? Chưa đâu. Lấy được. Đâu đâu, đừng đào nữa. Khỏi video bút cho anh. Đó. Ồ, oh, hay. Chị hay. Trời ơi, kinh nghiệm chơi đấu trường quán sản đấy. Ghê, ghê. Kinh nghiệm ngàn năm. Ê, bên này một cục nữa sao ấy. Ôi, sắc nó không tự nung luôn, ảo thiệt chứ. Ở đâu? What? Rát chưa? Ok. Là sắt nó không tự nung. Trời ơi. Thôi, phải làm lò nung rồi mọi người. Đâu, đâu. Rồi, lò nung nằm rồi nè, ba cục với lại một cục than. Ok, để nó đi nung cho. Rồi xong, không thấy lò nào luôn. Này, có nào nung này, có nào nung trên đây nè. À đây, 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 anh mua lò nung. Thế chứ tôi khổ lắm à, đấy mọi người ạ. Đã nghèo đã khổ, còn chủ map cũng cho tôi nung. Ok, đây, lấy ít bánh mì đây. Ở đây có đây luôn nè, nung gần luôn. Trời ơi, thì phí gỗ quá, tự nhiên làm mất. Dạ. Ôi trời ơi, tôi thì đau lắm rồi. Trời phát đầu. Hàng okay. Người có 4 gỗ thôi mà cứ từ nãy cứ nói đi nói lại. Thật, đồng cộng kiểu gì không biết. Đồng nội 4 gỗ nói... Bây giờ gỗ là vàng chứ, bây giờ gỗ quý hiếm này. Chẳng quý đâu, trời ơi, sang em wow. Pixel cho. Đây, Pixel ship ở đây. Tiếp đi, bắn Bluetooth đi. Thế đây nhiều đám này, nhiều đấy lắm này. Rồi, nó được 4 này, thế nó chế cái cúp đây. Okay, chúng ta có cúp đồ. Chắc rồi. Khang cẩn thận nhá, cẩn thận nhá. Yên tâm, mấy niên cũng đâu biết ai thằng giả đâu. Tí nhớ phải roleplay nhá. Mấy thanh niên kia cũng làm gì sao biết mình được. Đúng rồi. Nếu mà thanh niên giả sẽ được hồi sinh nhá, nhớ là như thế đấy. Chưa chắc nhá. Okay. Em đây mới nhận diện được Vanh đấy. Làm sao mà nhận diện được? Nghe gần như thôi. Em nghe tiếng gần ấy. Nghe tiếng nhá. Nghe sau lưng em.
Bình tĩnh. Cứ làm full bộ đồ kim cương cho đỡ phải đỡ nhận diện được. Ok. Làm cái diều đã. Ôi xoài ô, làm cái diều nữa thì bổ cho tới bên luôn. Ok, đây có rồi. Có gì rồi, bây giờ mấy thanh niên qua là quất vào mồm cho ngay chứ. Sang đây mà được láo với chúng tôi à. Gặp cũng quất cho vào mồm luôn. Tôi sợ quá. Em sợ quất cho vào mồm. Anh ơi chế dìu nha, chế dìu trước xong chế mũ trước, hợp lý. Hợp lý quá. Hả, có kim cương chưa? Có rồi, có 6 viên thôi. Đây, đi nãy giờ mới có 6 viên à. Để lấy cái này làm khiên đó. Xem nào, bây giờ mình sẽ đây có sách cho mình sẽ enchant lấy ở đâu ơi, chưa làm đâu có kệ sách nào á. Đây kệ sách mình sẽ enchant lấy sắc bén hoặc cái dìu đã ha. Đấy cho đây nó ra đồ lõm gì sắc bén. Ui xôi ôi sắc bén luôn. Ôi trời ơi, câu được các thấy. Ủa sắc bén mà mình cầm rìu mà dùng rìu á. Sắc bén ai bén rìu đâu đúng không ta? Đâu được nè, trời ơi tăng tấn công luôn. Ủa được đó, được luôn đó kìa. Thế không biết à, trời ơi. Inchan đến khang, Inchan một cái xem có được sắc bén không? Từ nó thử. Em không có sắc bén. Em chỉ có bảo vệ thôi. À, mấy thanh niên là Inchan vào cái cuốn sách xong đúng rồi đọc vào. Inchan vào cuốn sách nhưng mà làm gì ép được đâu. Không, nhưng mà thế hên xui đã. Ui. Khang ơi, cẩn thận thấy một cái. Thấy không ta? Hàng của em à? Ờ, hàng của mình. Hàng của mình. Lại được hai cái rồi. Lại dọa rồi. Ok. Xong làm cái mũ nha Khang. Ra luôn. Cái giày xong làm cái mũ nha. Ok luôn. Ui trời ơi, mũ chậm mỏng quá. Em đâu xem nào. Em cái giày, luôn à. Giày gì đây? Giày bảo vệ giày khỏi chấm. Protection. Ở đâu? Đấy cái này chắc là bảo vệ khỏi. Ở giày khỏi protection là sao? Không. Cái này chắc bảo vệ khỏi vụ nổ. Gì đây? Power, no. Power làm cái chi ba? Mấy thiên nhiên này ở đâu ta? Rồi lại cái này nữa. Rồi xong tới một chuyện rồi. Gì đây? Lại chân mỏng. No. Lại chân mỏng. Chân áo với quần đi cho giống anh ơi. Sắc bén đâu okay, nè. Khang okay. Khang mang dìu đây. Áo với quần. Đây, dìu đây. Đây đưa em đi em chen luôn. Đây. Cho sắc bén này. Đấy. Nhét vô. Rồi, rất cá mình. Cái này đi. Gần ở đây vậy nào. Làm giày đi. Giày nữa à? Áo vô. Ok, đi. Giày enchant luôn. Đâu, để Zeno đi trước. Để em. Đấy. Đi, Zeno đi trước. Bên có. Zeno đi trước đi. Ok, đi. Đứng này xem cạnh rồi. Xem nghe 2 tiếng rồi. Canh đằng sau nhá. Hay làm thêm cái mũ nữa đi. Đây hả? Hiểu không? Hiểu không? Ôi trời ơi, giỏi rồi. Không. Luôn à, ok. Ý là xíu nữa. Tầm đó. Đây. Ở bên đây. Đừng mất. Vành lên tăng trước đi Vành. Vành trâu ở trên nè, mấy thanh niên ở trên nè. Biết rồi. Để. Ui, thấy rồi, dấu vết này Khang nhìn này. Thấy không? Thấy không? Thấy. À, từ từ. Thấy rồi nhá. Đây rồi. Ê, từ từ, dưới đó bọc được khác. Banh nhớ đi xong video nhá, đừng lên. Banh tách ra rồi video. Sao lại tự nhiên lại tách ra rồi? Bên này video, đây đằng sau. Úi đi kìa. Thằng đuôi đằng sau. Zeno, ra đằng sau Zeno. Mấy con gà này. Sắc bén 2. Cứu phải cái cứu. Phải giờ đánh. Không nào bị. Kháng lui đi, khui đường tao đi. Ok em lui rồi. Từ mình phải tìm thấy nhân banh thật. Mình vừa động đũa đây nhân banh thật rồi. Ơ đâu rồi? Ui. Pixel đã bị tiêu diệt rồi, nhưng mà Pixel vẫn đầu hồi sinh. Pixel vẫn đầu hồi sinh. Nhưng mà anh đi nó bắt đầu đúng không nhỉ? Không biết.
Vành có đồ gì không vứt cho PCL anh? được. Cho mất đồ hết đi. Ui, vừa nãy nguy hiểm đấy. Zeno gặp Vành thật rồi, nhưng mà Vành thật full đồ hữu dương. Không có sợ quá. PCL à? Ui, giỏi ừ, ơi. Đồ hồi, PCL đi. Hồi nãy em cũng chắc tiêu diệt được Vành thật này, rồi. Vứt cho 2-3 kim cương này. Vành Ninh bọc bằng Obsidian nên nó đi được. Chạy biến à? Được, xem còn kim cương á, phải không còn kim cương á. Đánh trúng PCL rồi. Mới nghe tiếng. Để em nghe tiếng. Ở đây luôn. Nghe rồi. Vành đang đi đào cho PCL đây. Thôi tầm này chuẩn bị chạy à. Đây. Thấy cái lỗ không? Thấy lỗ. Ây da, sao lọt lỗ rồi. Ây da. Cục sỏi thân thiện này. Ui giời ơi. Đầu đi. Thì kiếm cái bộ nhau. Sừng hết cả đầu rồi. Nghe quá đau quá. Nhiều đứa gãy. Ừ đúng rồi. Thanh niên cũng bị. Bên này, hướng này. Thanh niên mới té đứa này. Để Zeno đi trước đi Zeno, em canh phía sau. Ok. Thấy thôi. Em thấy cái đường rồi kìa. Ây da. Này hả? Ây thôi. Thấy chưa, Chơi mà. Trên dưới. Vừa nghe tiếng té đúng không? Theo mình dưới. Ui, mày đi quậy trái rồi. Dưới trên đi thôi, trên. Dưới xuống dưới đi ạ. Dưới. Ui, có kim cương nào. Chú em canh đằng sau. Từ nhá. Thề luôn, tôi mà vòng qua kim cương mà không có mà thấy mà không đào cứ bị tiếc ấy mọi người. Ôi trời ơi. Toàn cái gì đó cái đầu vậy? Ôi giời, giật cả mình, suýt ra Zeno chém ra phát đấy. Hay chưa, em bảo rồi, mấy anh đi ở trên. Gần đây lắm. Ôi giời, giật cả mình. Mấy anh đi ở trên đấy, chứ không phải đây đâu. Thôi. Ui, sao PCL đừng xuất hiện bất thình lình thế. Đúng rồi, khang khai vẫn xuất hiện bất thình lình thế. Đáng sợ lắm. Đúng rồi, ta lạc nhau rồi. Từ nhá, giờ đứng yên đi nghe tiếng này. Ở trên Zeno ơi, ở trên. Thế kiến khang đúng bắt đầu nghe luôn á, ở trên biết là trên luôn. Ôi. Đây Zeno. Ở trên. Làm gì ở trên bếp đất ba? Không, ý là tên tầng này. Nè, có cái đường này. Thấy không? Có đường không có nghĩa là ở trên nữa. Ok. Cái gì vậy? Lại. Kẹt rồi. Kẹt bên đây. Ủa rồi, kiếm đồ đi đi cho. Cho đi xem một cái sắt đi, Đó là... cái gì đây? Cho người kiếm sắt này. Trời ơi, núm nó rồi. Nếu đứng yên như đâu, em nghe tiếng chân ấy. Ủa, sao mấy anh đi đứng yên luôn vậy? Ôi, em nghe có lò nung. Có tiếng lò nung gần đây. Ở dưới này. Ở đây. Ờ. Ở dưới đâu đây? Ủa? Ở trên. Mấy cái nhân đúc ở trên, đúc ở dưới. Đi đổi vị trí hả? Ôi giời ơi, gặp châu à. Từ từ để em nghe nè. Nghe mấy im ý. Cây. Mấy nhìn sợ à. Lúc nghe mấy im. Người ta đào. Bây giờ đang yếu rồi. Còn đi châu còn không có đồ. Để lúc anh thanh nhanh chạy đâu nhanh thế. Đi có bedrock rồi. Có 10. Từ có 10. Có 10, 11 rồi. Khang có kim cương không? 8. Làm mỗi thanh một cái quần nữa. Đấy, đưa tiền cho Zeno đấy. Ok, thế nha, chúng ta có thể Zeno có thể vứt ra cho Khang này. Này, cho một cái quần này. Đấy, mặc quần vô. Thẻ bằng lâu tần cửa chuồng. À đây. Ê, quần đâu rồi? Đây. Từ, em mới nghe tiếng chân. Em mới nghe tiếng chân. Bên này. Right. Bỏ banh đồ rồi.
À, đây rồi. Con lại đứa đi ông cứu. Trời ơi biết mày biết ở đâu mà cứu. Rồi sao trên này vẫn có nữa. Đừng nói gì, đừng đánh chỉ đánh thôi, đừng nói gì. Ôi giời ơi, nhìn này bọc oxygen rồi. Nhìn đâu lên trước đi. Lên rồi hả? Đâu thanh niên vừa dưới mà. Lên rồi. Phải đi này chạy rồi. Chạy thôi. À! Đấy em đúng rồi. Ê, vào. Trời đi một mình đi. Theo. Ừ đang đi rồi, bọc về bên đắp. Ôi giời. Ôi chạy ơi, cày đấy. Ôi giời. Mày quá có cái đường dài. Ôi giời. Sợ quá video ơi. Lại bọc oxygen nữa rồi. Cày đấy nhờ. Trước chứ đâu. Đừng chạy trước, cẩn thận vậy thôi. Rồi vì sao bị chặn đồ được ăn không video? Có. Vì sao đến đây? Này đồ ăn này. Nghe chưa? Đây. Rồi bánh có rồi, bánh có rồi. Nè chiến luôn này. Chiến luôn. Không sợ nữa. Lùi ra sau. Ngồi chiến đi. Bánh đang chiến rất là nhiệt tình. Video chạy trước đi. Video tự đốt video rồi. Video tự đốt từ chạy. Hay quá. Ừ hay lắm. Còn đi văn rồi. Hồi sinh tiếp. Đâu rồi? Đang như này. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Tôi chưa kịp làm gì cả, trời ơi, tôi thấy thanh niên đốt tùm lum cả. Không, thanh niên video tự cháy chết à, ôi dồi ôi. Nào, chúng ta sẽ đến với trận thứ hai. Đấy, trận này thì mình nghĩ là mình sẽ đổi thành thanh niên Khang đi. Đấy, cho mình, nếu mà mình quéo thì mình có thể hồi sinh nha. Rồi, thế nên bắt đầu rồi, chứ thích chọn đội khác không ta? Khang thích chọn đội xanh. Còn xanh lá cây. Đây, đúng kiểu xanh lá cây luôn. Khang này cho cần banh. Nào, nghe. Lỏ. Trời ơi, vẫn là một lõ ạ. Ok. Vẫn lõ, lõ là lõ luôn này. Ok, chúng ta lên vô nha mọi người. 3, 2, ồ. Đây có gỗ không? Hai bàn chế tạo rồi, không có gỗ luôn, ba bàn chế tạo. Rồi, hai miếng dưa hấu. Rồi, một cục gỗ. Ui, quả này xong rồi. Đây, có hai gỗ ở trên. Ôi giời ơi. Bàn chế tạo đây luôn rồi, Vanh đào đi. Ấy giời ơi. Em đã lũng đào luôn. Ok. May là còn rớt dưới này. Ê, dùng tay đập muốn... Xin là xin Việt. Ơi có cục gõ đây này. Có cục gõ đây này. Ừ. Đá đâu. Ê, được một cục. Đá chỗ này một cục này, bên này mới được một cục. Ê, hai cục đá rồi. Okay, ngon. Đâu, hình như là lần này sửa lỗi tự động nung ấy mọi người. Đấy, nó sẽ tự động nung chúng ta. Đâu rồi. Ok. Đào đá không cho. Một cục, hai cục. Ba cục. Không tự động nung. Ok không, hai cục đâu. Rồi sao nó không tự động nung. Ok, thế thì chúng ta sẽ làm từ từ. Đơn giản. Lần này không cần rác riếc gì đâu Khang ạ. Khó đồ rồi đi chiến luôn. Đã đi bách. Yên tâm. À đây cục đá này. Nó cân được. Cân được. Ok. Ok, ba cục. Ủa nhưng mà giờ có đầu tự động nung đâu. Thôi cũng đào đi. Đào lấy sắt đi chứ. Tao rõ ràng vừa được. Kìa. Rồi xong. Chắc là ba sắt mà sao. Vậy vô nó bỏ vô nó đi vô. Chỗ này này. Banh đặt ra đấy rồi. Bỏ vô lò đi. Lò cái lò này nhá, lò này nhá. Cái lò đấy. Ok. Đây có than không biết sao? Cho vào lò nó kiểu chút vô luôn. Đây gỗ nữa. Lò nào đấy? Luôn. Ở dưới chân đây. Đây chỉ cần đồ kim cương thôi hả? Đồ kim cương là đi vào. Ok. Vứt luôn đấy chứ. Có cái rìu là chiến luôn. Đúng rồi, làm mỗi thành một cây rìu thôi. Cái rìu được khiên thôi nhá. Đánh nhanh như gọn. Không để thanh mấy thanh niên kịp ngáp. Hình như là rồi, để còn thanh sắt niên này vanh mọi người ạ. Để mấy thanh niên có oxygen mệt. Đúng rồi, để mấy thanh niên có oxygen là mệt lắm. Toàn đi thay đào lấy chưa luôn ạ. Này, ba sắt này. Ok, làm một cái cây cúp bằng đá. Đó oxygen đi vanh. Ok, lại đó oxygen ạ. Trời ạ, tôi đi. Đấy oxygen. Chịu rồi, chúng ta chơi chiến luôn.
Giờ chỉ biết chơi, chạy thôi. Chơi chạy à? Giờ chúng ta chiến luôn. Đánh không phải đánh nhau như những người đàn bà đàn ông chứ. Bên trái gì đâu, bên trái. Chẳng qua là ấy thôi, chả vào. Đào thêm ít kim cương đã. Lấy mỗi người một cái. Trời ơi, nát đầu chưa? Ê, gần lắm anh ơi, gần lắm anh ơi. Đây, 4 này. Cái gì nhỉ? Nó có cái câu gì mà hổ không gầm lại tưởng hổ không gầm Hello Kitty. Tưởng hổ gầm à? Hổ không gầm tưởng hổ không có gầm. Nhà gỗ đâu ta? Gầm mà các bạn lại tưởng là Hello Kitty à? Mấy thanh niên gần đấy. Thấy im rồi đấy. Im cứ im là ở gần à? Trời ơi, người ta đang tập trung mà. Thanh niên ở gần đấy. Thì im cái là ở gần không hiểu. Rồi, khang đây rồi. Đu. Đâu Khang đâu? Alo. 1244 chim cũng nghe nó trả lời. Đây. Ai, đang đông sắt. Đây giờ nó có rìu cho rồi. Đọc. Cho thêm một cái rìu. Ué. Rìu kim cương. Rồi. Chạy. Công thức của tôi. Đây, trả. Đây. Làm cái khiên nữa. Rìu này đằng sau này. Được hai sắt chưa Zeno làm. Đây, hai sắt này. Giờ tao lại sức mạnh. Đâu. Gõ luôn này. Đấy. Ok. Đấy. Thanh niên chế luôn đi. Còn bắt tôi chế nữa. Ok. Thôi không sao. Oh my god. Sao đồ Sigaway vậy? Rồi đi chiến ngang. Chiến. Này cho cái khiên này. Đi. Đâu là Khang? Anh có tất cả rồi luôn, sắc bén luôn. Chưa có viên kim cương ở đây. Vì sao không có, trời ơi. Để em đi trước cho. Ui được quả sắc bén luôn Khang ạ. Ui dồi ôi. Vậy đâu, hướng này vậy đâu. Để em đi trước cho. Ngoài hình như có sắc bén không hả? Banh còn chưa có ấy đây, chưa có khiên này. Bên này. Đúng rồi, để em đi cho. Kìa sao cây là bị theo nhặt được gỗ nhỉ. Rồi cho làm khiên cho. Đây. Nhân đi nói thế. Ở đây nhà. Tính nhìn gần lắm nha. Gần lắm rồi. Em đi trước nên đi vô đâu cứ yên tâm. Kìa. Ô, video đi. Tình nhiên quất video. Chạy đi. Ui. Chạy đi. Ôi trời ơi. Ghê quá. Ôi trời, kim dễ đấy. Mình có giày kim cương rồi mà. Video đang chế đồ của chiếc kim. Trời ơi. Không dám kêu trời ơi. Thì gần lắm rồi, thề mới bước ra đi văn chép với còn 3 má giật mình nè. Trời ơi, thế phải lui đường sau ngay chứ trời ơi, nó làm đấy. Trời ơi. Thanh niên, mình gặp thanh niên, một thanh niên banh nào đó đang đứng gần to te ra, hóa ra đang chế đồ. Đang chế đồ, ok. Xịn luôn mọi người. Ôi, ngày hôm nay chiến thắng vang dội nha mọi người ơi. Ok bạn ơi, ngày hôm nay clip mình sẽ dừng lại tại đây thôi. Đấy, nếu bạn thích mình làm cái chế độ nào khác thì các bạn nhớ là comment nha. Mình nếu ý kiến nào hay mình sẽ lựa chọn ra để mình thực hiện ý kiến đó nha. Và đừng quên là qua kênh của tất cả thành viên trong nút team ấn đăng ký ủng hộ mọi người nha. Còn bây giờ thì bye bye. Bye bye. Bye bye.